chưa? Rồi. Rồi. Đấy, giả sử chân này nó bị thấp nhá. Nhấc lên này. Tay ấn xuống này. Ấn xuống này. Một tay này kéo lên này. Bẻ này. Bẻ này. Bẻ này. Đấy là được. Nhá. Được chưa? Đấy. Bẻ quá này này. Ấn xuống này. Ấn xuống này. Đây luôn này. Ấn xuống này. Đấy là được. Đấy, chắc chắn là nó sẽ hơi quá đấy. Nó tập đấy ấy. Nó quá đấy. Bây giờ muốn trả lại này. Trả lại. Trả lại này. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi.